Ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh, truy tìm một xe container chạy ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy. Trước đó sáng ngày 17 tháng 4, xe container chạy trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn khi đến đoạn qua phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ đánh lái lấn vào làn của một chiếc xe tải đang chạy cùng chiều, khiến chiếc xe tải văng qua làn đường xe máy. Đúng lúc này, một người đàn ông chạy xe máy đã bị xe tải va trúng, làm nạn nhân ngã xuống đường, nhào lộn nhiều vòng rồi văng ra lề. Đáng nói, sau tai nạn, chiếc xe container đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua tìm hiểu, vụ việc làm người đi xe máy bị thương ở đùi, ngực và hư bộ máy lạnh đang chở trên xe. Sau đó, xe tải và xe máy cũng thương lượng rồi tự rời đi. Đoạn camera diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, khiến người xem vô cùng bức xúc. Nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, truy tìm chiếc container này.